Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách hẹn giờ tắt máy tính tự động trên Win10 mà không cần phải sử dụng phần mềm nhé. Thì cái câu lệnh, đây là câu lệnh tắt này, đây là câu lệnh tắt. Và đây là câu lệnh hủy tắt máy tính. Đó, sau khi mọi người hẹn giờ xong, ấy, mọi người muốn hủy thì mọi người sẽ sử dụng câu lệnh này thì cú pháp nó thế này sút đao trừ s trừ t à, chỗ này là số giờ tính bằng giây số hẹn giờ tắt máy tính tính bằng giây nhá là 60 giây ví dụ 5 phút thì sẽ là 60 x 5 là ra 300 giây còn chữ s này viết tắt của sút down chữ t này viết tắt của từ tham đơn giản vậy thôi ví dụ đây câu lệnh là sút down trừ s trừ t 900 giây thì 900 giây này tương đương với 15 phút mọi người thích hẹn giờ bao nhiêu phút bao nhiêu tiếng thì mọi người cứ lấy số phút nhân với cả à, uh, 60 giây là được Ok thì bây giờ mình sẽ nó có hai cách nhé một cách là sẽ tạo sốc cắt một cách một cách là sẽ sử dụng là hộp phím run để hẹn giờ bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng này uh, trên bàn phím mọi người nhập cho mình phím là Windows R Windows R này phím Windows đây nha OSK đây đây là phím Windows này còn đây là phím R này nha mọi người sẽ nhập cho mình cái câu lệnh này vào sút down trừ S trừ T trừ 900 giây ấn OK thì nó sẽ thông báo là 15 phút sau sẽ tắt đây còn nếu mọi người uh, muốn hủy thì như thế này copy lệnh này vẫn là Windows R nhưng mà là A ok thì nó sẽ hủy và sẽ không tắt sau 15 phút nữa ok thì đó là cách đầu tiên chúng ta có thể hẹn giờ máy tính uh, tự động tắt trên windows 10 uh, cách thứ hai thì mình cũng hay làm đó là cách làm một cái cắt ở trên uh, uh, desktop bằng cách là kích chuột phải ấy. chọn lưu chọn cắt uh, ở đây chúng ta sẽ cái dòng này này ta sẽ nhập lệnh vào trong ngoài ta sẽ nhập lệnh ấn like này tiếp đến mọi người sẽ đặt là tắt máy tính à hẹn giờ nhé hẹn giờ Philip bây giờ ví dụ mình mình sẽ tạo luôn một cái nút là hủy tắt nhá lưu đâu à lưu đây sẽ hủy này hủy bỏ đi à hủy đi hủy Pin này đó. Ví dụ là kích vào này. Nó sẽ bảo là báo là sẽ tắt sau 15 phút phút này. Ấn hủy này. Đó nó sẽ báo là không tắt nữa, cancel này. Thì như thế này khá tiện nếu mà anh em hay phải hẹn giờ tắt máy tính thì anh em sẽ tạo ra hai lúc này để nó tiện vứt sang ngay bên này cho tiện này. Mọi người có thể chỉnh sửa thời gian hẹn giờ bằng cách là kích chuột phải, chọn property. Thì mọi người sẽ nhìn thấy số 900 giây này ví dụ mọi người muốn uh, thay đổi chỉ còn là uh, một tiếng chẳng hạn thì mọi người sẽ đánh cho mình là 3.600 giây cứ lấy 60 nhân với cả 60 phút thì sẽ ra 3.600 giây là một tiếng mọi người có thể chỉnh sớm đây rồi apply rồi ấn ok như vậy thôi đây là hai cách đơn giản nhất để giúp chúng ta à mọi người cũng có thể chuyển được cái uh, icon cho đẹp ấy uh, chuyển icon cho đẹp bằng cách là trên icon này Đó. Nó chuyển cho nó đẹp chẳng hạn, Ok. Cái này thì không biết là chuyển cái gì nữa nhỉ? Cái này thì không biết là chuyển gì nữa. Tùy thôi. À đây, ấn cái này cũng được. Ok, cho đẹp. Ok thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi cái cách hẹn giờ máy tính trên hệ hành Windows 10 à, một cách khá đơn giản. Mọi người xem video cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.